vuông á. Bánh à? Bánh wow, có quá, mình là dưới á, dưới quá. Cái đây có 5 châm à? Cái có 5 châm nó hút hay sao ấy nhỉ? Không phải. Cái gì những cái tròn tròn này để làm gì? Hả? Min? Min? Để xếp vô vầy thì mày lấy được. Mình tròn cái này chỉ có mấy tròn cái này. Cái đấy, đấy là hình gì? Hình vuông, đúng không? Cái gì hết rồi. Chỉ lọt ra thì chơi. Mình nhớ vì chỉ chào các bạn. Để mình khoanh chân vào nào, khoanh chân vào ngồi cho đẹp nè. Đúng rồi, đúng chưa? Thì có mang cái này đến lớp chơi à? Không. Không á? Ở lớp chơi cái gì? Hộp bác sĩ. À, Min mang hộp bác sĩ đến cho các bạn chơi á? Ừ. Vâng. Ừ, chị. Vâng chị. Ừ, mình ừ, ừ là ừ với bạn thôi. Vâng, người lớn nó phải vâng, thấy chưa? Vâng ạ. Đúng rồi. Thế màu xanh đấy là đọc tiếng Anh là gì? Rint. Rint à? Rint à? Rint. Thế màu đen? Black. À, black. Màu trắng là gì? Màu trắng tiếng Anh là gì nhỉ? White. À, white. Yeah, màu vàng. Yellow. À, yellow. Thế con thỏ thì đọc là gì? Rabbit. 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 Me too. Thầy dạy tiếng Anh ở trên lớp tên là gì? Bing. Thầy dạy tiếng Anh ở trên lớp. Bing. Thầy dạy tiếng Anh cơ mà. Thầy dạy tiếng Anh tên là gì nhỉ? Không biết. Thầy dạy con tên là gì? Teacher. Leo. À, teacher Leo. Teacher không đưa. Không chờ teacher cô Min đâu. À, đấy hả? Chế và Min bảo rồi.